Xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ăn chia cái kèo chia sẻ 100.000 đô 100.000 token cái dự án MTT. Con này là con MetaTOOP các bạn nhé. Dự án này thì sẽ tương đương với khoảng 50.000 đô la. Dự án này có app ở trên Android cũng như là iOS dành cho tất cả các bạn thành viên tham gia, thì nó sẽ làm ở trên nền tảng Glam.io. Bạn nào mà chưa có tài khoản Glam.io thì mọi người có thể đăng ký và làm theo hướng dẫn của mình để tham gia dự án này nhé. Các bạn sẽ thấy là còn 15 day nữa là kết thúc dự án này. Vào đây thì mọi người sẽ đánh email nhé, tên này. Ở dưới này thì mọi người đánh ví vào cho mình nhé, ví ETH, MetaMask lại mọi người nhé. Ở đây thì chúng ta thấy nó có một số nhiệm vụ khá là đơn giản là chúng ta sẽ theo dõi discount. Bạn nào mà chưa có tài khoản Glam thì mọi người phải đăng ký trước nhé. Thế sau đấy mới các bạn mới làm được những cái nhiệm vụ ở trên mạng xã hội. Tất cả những cái mạng xã hội là yêu cầu các bạn phải có, như kiểu mình đang làm là Discord nhé, thì chúng ta phải có một cái tài khoản Discord để chúng ta làm cái dự án này. Nói chung là nó chỉ yêu cầu mấy cái mạng xã hội thôi mà. Nó bị mạng, nó bị đơ đấy mọi người. Mạng đơ lắm, mạng đơ lắm. Ôi giờ này anh captcha mình mọi người ơi. Đấy, chúng ta sẽ follow Twitter. Quay lại mọi người ấn continue. Mình thì thích làm nhanh, vì thế cho nên là thấy nó cứ tè tè mình ghét lắm. Retrain này, mọi người retrain cho nó một cái nhé. Quay mãi không có được luôn. Trời ơi. Mọi người thông cảm nha, nếu mà nhiệm vụ mà nó nhiều quá thì là mình sẽ để link cho các bạn cùng làm ở bên dưới nhé. Mọi người continue. Cái này thì nó ít quá, vì thế cho nên làm luôn. Có mấy nhiệm vụ thôi, chúng ta theo dõi Twitter với lại Redstream, theo dõi Telegram. Bạn tweet một phát nhé. Đây nó có hiện lên cho đâu mà tweet luôn đấy. Các bạn vào update đi nhé. Theo dõi Telegram nhé. Ấn continue. Submit cái YouTube nhé, channel, ấn continue tiếp. Đây. Đấy, ở bên này thì chúng ta theo dõi một cái group ở trên Telegram nhé. Quay lại đây thì chúng ta sẽ ấn vào download app. Chúng ta có thể download cái Google Play. Ở dưới thì sẽ có một cái link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia các bạn nhé. Đấy, Play. Mọi người copy lấy ấy rồi tải về mọi người nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.